Thưa quý vị, thế hệ thứ 8 của Samsung Galaxy Note ra đời vào ngày 23 tháng 8 và sau đó đúng 26 ngày thì iPhone 8 và 10 đồng thời ra mắt thị trường. Thời điểm xuất hiện dồn dập những chiếc điện thoại mới lại là tín hiệu cho thấy thị trường điện thoại cũ sẽ tấp nập. So với cuối tháng 8 thì giá iPhone 7 mới đã giảm khoảng 100 cho đến 300 ngàn đồng tùy từng phiên bản và màu sắc. Khác với iPhone 7 thì sự chênh lệch giá của iPhone 7 Plus lại lớn hơn nhiều, từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Thậm chí là ngay cả giá bán của hãng chính hãng tại mỗi cửa hàng cũng có sự khác biệt rõ. Với hàng phân phối chính hãng, các hệ thống lớn như FPT Shop hay Thế giới di động vẫn giữ ở mức cao. Sau khi ra mắt bộ đôi iPhone 8 và iPhone X hôm 12 tháng 9 thì Apple đồng loạt giảm giá nhiều mẫu iPhone đời cũ. Lượng iPhone 7 và 7 Plus tồn tại từ đợt cũ ở thị trường Việt Nam được cho là còn khá nhiều, nên giá dự kiến sẽ còn giảm tiếp khi đợt hàng mới sau khi Apple điều chỉnh giá vẫn về. Rẻ hơn là điều rõ ràng, nhưng chất lượng như thế nào lại là điều mà người dùng cần phải cân nhắc ở những chiếc điện thoại cũ. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời có thể đưa ra cho quý vị những lời khuyên. Xin chào các bạn, rất là nhanh chóng thôi. Trên tay mình hiện giờ đang là chiếc iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ. Và bên ngoài hộp các bạn có thể thấy luôn là toàn bộ từ cái hình của máy này đến chữ iPhone rồi là đến logo quả táo. Đấy, tất cả xung quanh máy đều được làm từ màu đỏ hết. Có lẽ là không để các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ mở hộp luôn cái sản phẩm này ra nhé. 5 năm gắn bó với công việc trên tay những chiếc điện thoại và các sản phẩm công nghệ, sở hữu nút bạc YouTube với kênh phát sóng có gần 200.000 người theo dõi, gương mặt quen thuộc trong series Hỏi đi đáp luôn công nghệ kéo dài 2 năm với hàng nghìn câu hỏi giải đáp cho các bạn khán giả. Liệu điều đó có giúp anh trả lời được hết những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay? Vâng, xin được giới thiệu với quý vị đến với trường quay của chúng ta chuyên gia công nghệ Trương Ngọc Dương ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là chào chị Thúy Vân ạ. Vâng, chị Vân thấy là hiện nay anh Trương Ngọc Dương đang cầm hai chiếc điện thoại. Không biết là chúng có mục đích là gì ạ? Vâng, hai chiếc điện thoại này như chị Vân có thể nhìn thấy là nhìn qua ngoại hình của chúng khá là giống nhau. Tuy nhiên là chúng lệch nhau tới tiền triệu cơ. Wow, nếu mà thực sự là anh không nói rằng nó là hai chiếc điện thoại khác nhau, chắc là một cũ một mới đúng không ạ? Vâng, chắc đúng là rồi. Tôi cũng không thể nào phân biệt được. Nhân đây thì anh có thể giúp cho khán giả của chúng tôi biết được là đâu là chiếc điện thoại cũ và đâu là chiếc điện thoại mới ạ? Cách nào vâng. để phân biệt ạ? Cái chiếc điện thoại ở bên tay trái của tôi là chiếc điện thoại mới, còn cái chiếc điện thoại ở bên tay phải của tôi là chiếc điện thoại cũ. Thực ra nếu mà các bạn bây giờ mà đi mua điện thoại ở trên mạng để phân biệt được hàng cũ cũng như là hàng mới thì chúng ta sẽ chủ yếu là phân biệt qua ngoại hình. Hàng mới thì nó sẽ có đầy đủ hộp, phụ kiện rồi là các sạc tai nghe. Còn hàng cũ thì về ngoại hình thì nó sẽ bị xước sát hơn nhiều, cũng như là việc là khá là nhiều hàng cũ bây giờ họ đang bán là không có đi kèm phụ kiện. Tôi chỉ xem chiếc điện thoại cũ của anh đúng không ạ? Dạ vâng, đây ạ. Vâng. Chiếc điện thoại cũ đúng là có một chút xước sát, nhưng mà liệu có làm người ta liệu có cái cách nào để làm cho nó không bị xước sát để nó giống như là đập hồ không anh? Tất nhiên là các cửa hàng kinh doanh bây giờ sẽ tùy từng cửa hàng, nếu mà cửa hàng nào họ muốn gọi là lừa dối người tiêu dùng thì họ hoàn toàn có thể thay vỏ cho chiếc điện thoại này. Vâng, thì bây giờ thì tôi thấy rằng là giống như tôi đã đưa tin ấy, có rất là nhiều các cái dòng điện thoại đã được ra đời trong cái thời gian vừa qua, từ Samsung cho đến iPhone đúng không ạ? Vâng. Theo anh ý, là một chuyên gia công nghệ nên mua điện thoại vào cái thời điểm nào ạ? Cái thời điểm mua điện thoại ấy thì tôi nghĩ là nên mua vào cái thời điểm ngay sau khi cái sản phẩm kế nhiệm của nó ra mắt. Ví dụ như là vừa rồi chắc là chị Vân cũng biết là bộ ba sản phẩm của Apple đó là iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone 10 ra mắt. Thì đây sẽ là cái thời điểm hợp lý để cho chúng ta có thể mua lại iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus. Bởi vì bây giờ cái nhu cầu mà người dùng muốn bán iPhone 7, iPhone 7 Plus nó cũng rất là cao để họ muốn đổi đời, nâng cấp lên một chiếc iPhone đời mới. Thì đây sẽ là cái lúc mà chúng ta mua điện thoại cũ là hợp lý. Vâng, điện thoại cũ nghe thấy thì bản thân tôi là một người không am hiểu công nghệ lắm, tôi cũng cảm thấy có một chút gì đó không yên tâm. Vậy thì anh có thể cho biết là nguồn gốc của những chiếc điện thoại cũ là ở đâu không ạ? Và làm thế nào để chúng ta kiểm chứng ạ? Vâng, nguồn gốc của những chiếc điện thoại cũ thì nó sẽ có rất là nhiều loại. Thứ nhất là nguồn gốc là chúng ta sẽ theo kiểu là người dùng bán lại cho cửa hàng. Ví dụ như bây giờ chị Vân đang có một chiếc iPhone hay là một chiếc Samsung Galaxy, chị Vân muốn bán lại cho cửa hàng thì cửa hàng đó sẽ thu mua lại của chị Vân, nghĩa là mua lại theo kiểu là mua của người dùng. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là mua những dạng hàng trưng bày mà các cửa hàng đã bán để cho khách trải nghiệm. Và thứ ba nữa là trong hai cái trường hợp đầu ấy, thì cái việc cửa hàng mua lại thì nó sẽ không được chủ động và cái nguồn hàng nó sẽ không nhiều. Vậy là muốn có một nguồn hàng lớn thì các cửa hàng bắt buộc phải mua số lượng lớn từ bên Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc thì họ sẽ có những cái thương gia có một nguồn tài chính rất lớn, họ sẽ thu mua những cái chiếc điện thoại hàng cũ từ những thị trường ví dụ như là Nhật này, Mỹ hay là Hàn Quốc để thu mua về Trung Quốc, sau đó thì họ sẽ phân phối lại ở thị trường Việt Nam.
Thực thật với anh, bản thân tôi khi mà cầm hai chiếc điện thoại lên á, thì khó có thể phân biệt rằng là nó còn tốt hay không. Tức là còn tốt ở đây có nghĩa là liệu phần mềm của nó có trục trặc hay không, hay là bên trong của nó sẽ như thế nào, và liệu tôi trong quá trình sử dụng tôi có gặp phải vấn đề gì không. Vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể kiểm tra được ít nhất là một cái phần nhỏ nào để kiểm tra chất lượng của những chiếc điện thoại cũ mà chúng ta mua ạ? Vâng, để kiểm tra chất lượng những chiếc điện thoại cũ thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể kiểm tra điện thoại cũ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn qua là cái ngoại hình ở bên ngoài của cái sản phẩm này nó như thế nào. Ví dụ như tôi sẽ lấy luôn một ví dụ, đó chính là chiếc iPhone 6S Plus này đi. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn xem là cái ngoại hình của nó có bị xước sát nhiều hay không. Đó, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kiểm tra xem là các cái cổng sạc này, rồi các lỗ loa các thứ này nó có bị bụi nhiều hay không. Đó, rồi là chúng ta kiểm tra ở bên trong màn hình. Ở đây ý, thì chúng ta có thể kiểm tra được ví dụ như là cảm biến vân tay của nó có còn nhạy hay không này. Rồi là màn hình của nó như thế nào. Đây, tôi có thể di tay lên trên màn hình này và tôi biết được là xem là cái cảm ứng của nó có bị chết hay không. Đó, rồi là kiểm tra loa, kiểm tra Bluetooth. Đặc biệt nữa là bây giờ những chiếc điện thoại cũ mà các cửa hàng đang bán bây giờ, có một số cửa hàng họ theo kiểu là bán hàng dựng lại, nghĩa là họ có thể thay vỏ, thay màn, như thế các bạn sẽ rất khó có thể phát hiện ra được. Và có một số những cái mẹo để mà tôi kiểm tra. Ví dụ như là tôi sẽ chọc cái khay sim này ra. Ở đây thì tôi đã chọc sẵn khay sim này ra rồi. Đây, thì những điện thoại nào mà nó dựng màn ấy, thì thường là chị Thụy Vân sẽ nhìn ở bên trong này, nó sẽ xuất hiện lên khi mà mở màn hình ra thì nó sẽ bị sáng ở bên trong này, nghĩa là hở sáng. Còn những chiếc điện thoại nào mà còn zin ấy thì nó sẽ không bị hở sáng. Đó. Tiếp theo nữa là đối với cả iPhone ấy, thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải check iCloud trước khi đi mua hàng cũ. Bởi vì nếu mà bị dính iCloud rồi thì sẽ gần như là điện thoại của chúng ta sẽ bị biến thành cục gạch. Vậy thì chắc là tôi mà có mua một chiếc điện cũ chắc phải nhờ tới anh Dương thật. Trước khi mà anh Dương lên sóng của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có một cái phần tương tác với khán giả của bản tin tài chính tiêu dùng. Thì hiện nay tôi tạm tập hợp ở đây được 3 câu hỏi. Vâng. Rất là của các bạn gửi cho chúng tôi. Đó là em đang dùng 6S Plus thì có nên dùng 7 Plus hay không ạ? Nếu mà bạn đang dùng iPhone 6S Plus, chắc là bạn muốn nâng cấp lên iPhone 7 Plus, thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là cái thời điểm bây giờ là mua iPhone 7 Plus là thích hợp, bởi vì là giá của iPhone 7 Plus đang giảm xuống bởi vì ra mắt bộ 3 iPhone 8, 8 Plus với iPhone 10. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái sự nâng cấp của iPhone 7 Plus so với cả iPhone 6S Plus là rất nhiều. Chúng ta sẽ có nâng cấp về một mặt thiết kế mới này, chúng ta sẽ có khả năng kháng nước kháng bụi, chúng ta sẽ có một camera kép phía sau xóa phông rất tốt, và chúng ta sẽ có một thiết bị với cấu hình cao hơn rất nhiều, có khả năng có hai loa ngoài rồi là kháng nước kháng bụi. Thế ạ. Vâng, một câu hỏi thứ hai nữa ạ. Sinh viên nghèo em thì nên đang cần một chiếc máy để đáp ứng nhu cầu học tập, chụp hình khi đi dã ngoại với câu lạc bộ, không biết là nên chọn Note 5 hay là S7 cũ ạ? Bạn là sinh viên nghèo mà bạn có đủ khả năng mua được Samsung Galaxy Note 5 hay là Samsung Galaxy S7 thì tôi thấy là cũng khá là ấn tượng đấy ạ. Và đối với cả tôi ấy, thì giữa Samsung Galaxy Note 5 và Samsung Galaxy và Galaxy S7 thì tôi khuyên bạn là nên mua Samsung Galaxy S7, đặc biệt là bây giờ bạn đang quan tâm về camera thì camera của Galaxy S7 nó sẽ tốt hơn là camera của Note 5 tương đối nhiều, và đặc biệt là nó sẽ tốt hơn về cái khoản lấy nét. Đó, còn trong cái tầm giá của Galaxy Note 5 và Galaxy S7 chắc là bạn sẽ mua hàng cũ thôi. Thì tôi nghĩ rằng là bạn nên mua chiếc LG V20 thì nó sẽ là cái thiết bị nó phù hợp hơn, bởi vì bạn đang tập trung vào camera. Thì cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có cái khả năng chỉnh tay tốt hơn là bộ đôi trên rất nhiều, cũng như là nó sẽ có một cái bộ đôi camera này, một camera góc rộng và một camera góc hẹp, có thể giúp bạn đi chụp ảnh tốt hơn. Vâng, thưa quý vị khán giả, những cái chia sẻ của các chuyên gia trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay là ý kiến riêng của một chuyên gia công nghệ, Trương Ngọc Dương. Chính vì thế, nếu quý vị có thể nghe theo lời khuyên của anh ý, hoặc có thể nghe theo lời khuyên của những chuyên gia công nghệ, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Dương đã đến với chúng tôi. Và quý vị, nếu như có bất cứ những ý kiến gì, thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình thì hãy nhanh chóng vào fanpage của Bản tin tài chính tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những phần tin tức khác.